Hoàng Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay trong video này, Ngọc Anh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà xây dựng độc lập tại Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái thông số nhà như sau: diện tích trên sổ đỏ là 42m² và diện tích xây dựng thực tế từ tầng 2 trở lên là 51m² nha quý vị. Căn nhà được xây dựng độc lập với cái thiết kế vô cùng hoàn hảo và hiện đại, với mặt tiền vô cùng lớn, và cái giá chào bán của cái căn nhà này là 4 tỷ 350 triệu đồng. Hướng nhà là hướng Đông Bắc. Với căn nhà này, quý khách hàng chỉ phải bỏ ra 1,5 tỷ đồng tiền mặt trả trước và phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý khách hàng vay trong vòng 25 năm nha mọi người. Căn nhà đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu, và thời gian vay thì là lâu nhất trong tất cả các hình thức vay. Với cái ngõ trước nhà là 2m2 và cách trục đường ô tô đi lại. Nói đúng hơn, căn nhà này ô tô đỗ cạnh nhà nha mọi người. Đây ạ, chính xác là như thế. Ngõ thông, vị trí thì cách với lại ngã 5 Hà Trì nha quý vị. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh, cái căn nhà này cách với ngã 5 Hà Trì chỉ rơi vào bán kính 300m thôi. Cách chợ Hà Đông 800m, cách bệnh viện 103, bệnh viện K, bệnh viện Đa Khoa Hà Đông chỉ rơi vào phạm vi bán kính 1,2 km thôi mọi người. Mọi người còn chần chờ gì nữa mà không bốc máy ngay gọi điện cho Ngọc Ánh tại lúc này để Ngọc Ánh tư vấn cho mọi người tốt nhất. Đây là tầng 1 của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ lim mọi người nha. Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà đây, như quý khách hàng nhìn thấy, được chủ đầu tư ốp đá granite cao cấp và đầy đủ hết cái bộ phận mặt tiền rồi. Và ở đây có một cái cửa sổ phụ nữa nha mọi người. Đấy. Mời quý khách hàng theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Với thiết kế vô cùng rộng và cái diện tích rộng như thế này thì chủ đầu tư thiết kế ra sao? Đây chính là phần phòng khách Ngọc Ánh đang đứng. Với phần hoàn thiện căn nhà này, theo hiện trạng thì là có thể dọn đồ về ở được ngay nha mọi người. Sổ đỏ bàn giao ngay được ạ. Toàn bộ là cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, cũng như là hệ thống trần thạch cao giật cấp và gạch lát nền đều đã được hoàn thiện xong tới 100%. Căn nhà này chỉ còn một chút phần dọn dẹp nữa thôi là quý khách hàng có thể dọn đồ về và ở được ngay. Phòng khách thiết kế vô cùng rộng như vậy và nằm ở trên mặt ngõ thông mọi người nha, rất là thuận lợi đi lại. Tiếp theo, mời quý khách hàng theo Ánh vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Đây, với phần hoàn thiện của cái phòng bếp khá là đẹp, khá là rộng và chỉn chu. Gỗ của tủ bếp là gỗ MDF chống cong vênh ngấu ngọt và được thiết kế hai màu, màu trắng và màu nâu nha mọi người, hai cái tông màu đối lập với nhau nhưng mà rất là đẹp. Đồng thời là xung quanh bếp là được ốp đá đen granite, mặt bếp ốp đá granite. Toàn bộ phụ kiện bếp được thiết kế đầy đủ, chất liệu inox 304, chậu, vòi rửa, đáp ứng đầy đủ công năng với một hộ gia đình sử dụng. Và đây có cái cửa sổ ở đây mọi người nha, để mở ra lấy thoáng ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, rất là thoáng ạ. Mọi người có thể quan sát từ phía phòng bếp ra tới hướng phòng khách, vô cùng rộng. Đồng thời, phía tầng 1 của ngôi nhà, chủ đầu tư có thiết kế một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở đây thì nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà đầy đủ về bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng nha. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đấy ạ. Và Ngọc Ánh xin trân trọng mời quý khách hàng lên tham quan tầng 2 cùng em xem tầng 2 51m² thì thiết kế như thế nào nha. Tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh. Toàn bộ trên tầng 2 đã được lát sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Đây, phòng ngủ rất là rộng, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, có đầy đủ ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa. Mỗi phòng ngủ cũng được chủ đầu tư thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn led. Cửa thông phòng của ngôi nhà được thiết kế là cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Đấy. Với căn nhà này là 51m từ trên tầng 2 cho nên phòng ngủ rất là rộng nha mọi người. Đấy, và cửa sổ thì là đều hướng ra mặt ngõ thoáng vĩnh viễn luôn.
từ vị trí của ngôi nhà thì đi tới những cái tiện ích xung quanh chợ, trường, phường, trạm thì vô cùng gần, chỉ rơi vào phạm vi bán kính 500m quay đầu thôi nha mọi người. Các bạn lớn, bạn nhỏ đi học đều rất là gần với cái vị trí ngôi nhà này. Trên tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh rộng, thiết kế cầu kỳ tỉ mỉ, cả những cái kệ để đồ này, cũng như hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, quạt hút mùi, quạt thông gió, bồn cầu liền khối. Đó. Đây mọi người này, còn thiết kế cả một cái cửa nhỏ xinh ở đây để hút mùi ở đây, phòng vệ sinh. Đây là tầng 2, hành lang đi vào các phòng ngủ và phòng vệ sinh rất rộng. Vậy thì tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì giống hệt với tầng 2, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Chia sẻ với mọi người là cầu thang, là tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế hoàn toàn bằng gỗ lim, và mặt bậc, cổ bậc là được lát toàn độ bằng đá tự nhiên mọi người nha. Đây, phần phòng ngủ tầng 3 đây, giống hệt với tầng 2. Như vậy, cái ngôi nhà này là thiết kế phòng bếp riêng biệt, phòng khách riêng biệt và có tới 4 phòng ngủ rộng nha mọi người. Đó. Nằm ở trên mặt ngõ thông, ô tô thì gần như là đỗ ngay cạnh ở bên nhà mình được. Rất là thoáng, rất là đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh, cũng như là trung tâm thương mại, gần với chợ Hà Đông, gần với lại các bệnh viện lớn. Đây ạ. 4 căn phòng ngủ vô cùng thoáng. Giá chào bán căn nhà này 4 tỷ 350 triệu như ông Ánh chia sẻ, thì với cái số tiền mặt chỉ 1,5 tỷ đồng thôi, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình nha quý khách hàng. Ông Ánh phải nhấn mạnh lại nhờ, để mọi người hiểu, không có mọi người lại hiểu lại. Có một số quý khách hàng của em nói là giật tít, em không hề giật tít, đây là sự thật. Đó. Nhà vệ sinh ở tầng 3 đây, chủ đầu tư thiết kế rất là tỉ mỉ, cầu kỳ và đầy đủ mọi công năng sử dụng đối với một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Đây, lên tới tầng 3 đã là 4 phòng ngủ rồi, vậy thì tầng 4, tầng còn lại của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên tầng 4 nhá. Bước chân lên trên phía cầu thang thì có một cái ô giếng trời để lấy thoáng và cũng như là lấy ánh sáng xuống toàn bộ 4 tầng của ngôi nhà ở khu vực cầu thang. Vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần để máy giặt nha mọi người. Đây ạ, ổ cắm cũng như là cái ống chờ nước xuống máy giặt. Và tầng 4 này thì thiết kế như sau, gồm một phòng thờ là đây. Chỉ có duy nhất tầng 4 và tầng 1 thì chủ đầu tư là lát gạch kích thước 60-60. Còn tầng 2, tầng 3 phòng ngủ là chủ đầu tư lát sàn gỗ. Phòng thờ rất rộng. Và phần cuối cùng, phần còn lại của ngôi nhà chắc chắn là quý khách hàng nào cũng mong chờ xem tới cái vị trí sân phơi của ngôi nhà, xem nó có thoáng hay không. Đây ạ. Phải nói cái vị trí sân phơi này quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Nó rộng như thế này cơ mà. Đó. Từ vị trí ngôi nhà Ngọc Ánh chia sẻ rồi, giá bán thì là 4 tỷ 35, diện tích sổ đỏ là 42, diện tích xây dựng thực tế là 51. Vậy quý khách hàng còn chần chừ gì mà không gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Với cái giá bán cùng khu vực Hà Chỉ này, Ngọc Ánh đang có căn thấp nhất là 2 tỷ 300 triệu đồng thôi nha mọi người. Quý khách hàng vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041444 để mọi người biết thêm được những thông tin chi tiết hơn nữa, thì vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật những thông tin bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.